Trân Thư rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mùng 6 Tết, thì xin gửi đến quý bà con câu chuyện của một người bạn. Người bạn này cũng là cái viết quen thuộc của kênh xóm chúng ta. Đó là Lê Đức Nam. Và câu chuyện của Lê Đức Nam ngày hôm nay chia sẻ cũng dựa trên một câu chuyện có thật trong đoàn hát của bạn ấy. Ngày hôm nay bạn ấy kể lại câu chuyện này cho tất cả quý vị cùng nghe. Quý vị thấy yêu thích câu chuyện của Lê Đức Nam thì hãy tiếp thêm động lực cho Lê Đức Nam để Lê Đức Nam viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho tất cả quý vị nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ekip kênh Sớm Truyện Ma. Ngày hôm nay câu chuyện sẽ kể về một cô gái với cái nghề là viết truyện ma. Cô vô tình gặp được một cô bạn cũng là một ca sĩ trong đoàn hát. Cô này thì hát lô tô. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào trong cái gánh hát này thì ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện Ma Lô Tô, tác giả Lê Đức Nam. Đỗ Ngọc Linh là tên cúng cơm từ thở nhỏ do cha má đặt cho. Còn Linh Mèo là cái nickname tự chế tự nhận theo phong cách 4.0 thời hiện đại bây giờ cho nó sang. Nói nạo ngay, sinh ra và lớn lên tại miệt đồng bằng sông nước, cho nên cái bản chất rạc ri của dân miền Tây trong tôi nó vẫn không hề phai nhạt theo dòng thời gian đưa đẩy. Có lẽ phần là do tôi thuộc hàng chính ít, cho nên những ký ức tuổi thơ cùng một bầu trời kỷ niệm đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Hồi đó, bạn bè tôi mới 15-16 tuổi, làm gì có ba cái vụ đi cà phê mỗi đứa một cái điện thoại để chơi game, lướt web suốt ngày như bây giờ. Qua rồi cái thời mặc quần ống bát, đi xe đạp đòn tống 3 tống 4. Con trai thì đứa để tóc dài chấm dai, cắt kiểu đuôi cá. Có đứa thì để hai mái 5 năm, y hệt như thần tượng anh Bo. Có đứa màu đen hơn là chơi cái đầu mái xéo cực chất. Còn tuổi con gái, hầu như đứa nào cũng trang bị cho mình một quả đầu sư tử rất là xì tin luôn. Mà ngộ thiệt, không biết làm sao đám minor tụi tôi hồi đó để tóc dài kinh khủng mà không thấy nặng. Còn bây giờ hơi dài một chút xíu là ra tiệm xởn liền cho nó mát. Nhưng nói riêng về gu ăn mặc, thì Linh tôi cũng thuộc dạng hàng tương đối màu đen hợp thời trang, chứ không phải cái gì cũng cổ lỗ sĩ đâu à ngang. Do yếu tố công việc, hiện tại là sáng tác truyện ngắn, cho nên cả ngày cứ ôm khư khư cái laptop gọi gõ phím tại nhà. Thành thử ra cũng khá thoải mái về giờ giấc lẫn đời sống. Muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, khỏi phải chạy đua hay tranh đấu với cái xã hội tấp nập ngoài kia. Nãy giờ lo ôn lại ký ức vui vẻ mà quên mất vụ này. Số là mấy bữa 29 âm lịch vừa qua, khi cả nhà đang gói bánh tét, thì tôi đột xuất nảy ra ý tưởng mới để viết truyện, cho nên mới miệt mài gõ phím tới hơn 2 giờ sáng hồi nào không biết. Đến khi buông cái bàn phím ra vì mỏi mắt, thì cơn khát khô trong cổ họng từ bao giờ đã réo gọi. Liền rót một ly nước lọc, uống ực một hơi cho nó đã cuộc đời. Nói thiệt, lúc này mới tá quả, vì cái nồi bánh cạn nước hồi nào cũng không hay, mùi khét bốc ra làm tôi hết hồn hết vía. Bởi vậy mới nhanh chân chạy lại xử lý. Cũng là lúc má từ trong phòng đi ra, bà lên tiếng: "Sao tao nghe cái mùi khét khét vậy mày? Rồi xong cái nồi bánh của tao luôn rồi. Trời ơi Linh ơi là Linh, má đã dặn con á, còi bánh chế nước thường xuyên, mà giờ nó khét nghẹt hết rồi đó. Ăn cái gì nữa? Mày đó có cắm đầu vô mấy cái gì đâu không vậy con?" Ta nói nguyên một trận lôi đình của má đã dành cho tôi trong cái đêm 29 đó, làm cho tôi thiếu điều muốn nản Tết luôn. Nhưng phận làm con mà, má la thì chịu thôi, chứ sao dám chống chế lại. Bởi vậy nên đành phải gác lại mọi thứ và đổi ca coi bánh với bả để cho bả về phòng nằm ngủ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường chợp mắt độ 5-10 phút, thì tự nhiên ở con lộ phía sau lưng nhà chợt vang lên tiếng chó sủa rân trời. Ban đầu còn tưởng đâu là mấy người hàng xóm từ Sài Gòn về quê ăn Tết rồi đến nhà ban đêm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất là vô lý. Bởi vì cái xóm tôi ở chỉ vỏn vẹn có 3 hộ gia đình là có người đi làm ăn trên Sài Thành, nhưng tất cả đã về tới nhà từ đông dài rồi. Còn nếu cho là ăn trộm thì lại càng vô lý hơn. Bởi vùng quê này từ nào giờ rất yên bình, chưa từng nghe có vụ trộm cắp tài sản hay tệ nạn xã hội gì hết trơn hết trọi. Vậy tiếng gầu gầu rừng trời đó là cái gì? Hay chắc là do mấy con cờ hó, nó buồn quá không có chuyện gì làm nên mới sủa sẵn cho nó vui cũng không chừng. Nghĩ vậy tôi mới chắc lưỡi một cái rồi nói vù vơ: mấy cậu vàng này quẩn thiệt á, đi lang bang rồi sổ bóng sổ gió. Giờ này á, con ma nó mới ra được chứ có ai đâu mà đi. Khi tôi vừa dứt lời thì lại có thêm những tiếng rên rú xen lẫn vào nhau, mang đậm cái tính chất chó trù ma hú của một lượt. Lần này tôi mới ngồi tỉnh lại, dảo cái màn nhĩ nghe ngóng tình hình cho rõ hơn một chút, vì sợ mình nghe lầm. Và kết quả là cái tiếng rú đó mỗi lúc một nhiều hơn, âm lượng cũng tăng dần lên theo từng bước chân dồn dập. Nó y chang cuộc rượt đuổi nào đó từ một nhóm người, mà trong cái tập âm bát nháo này có pha lẫn tiếng khóc của người lớn và tiếng cười của trẻ con. Thì thoảng còn khuyến mãi thêm mấy tiếng roi da quất nghe chang chát, y hệt như mấy ông cai ngục trong phim cổ trang đang tra khảo tội nhân. Tự nhiên nghe tới khúc này, óc ác trên người tôi nó dựng đều lên một lượt, cảm thấy mình có hơi bao đồng không đúng chỗ, cho nên tôi mới không thèm quan tâm nữa mà kéo cái mền lên trùm kín mít. Nằm chập mắt được chừng 5-6 phút thì nghe bên ngoài hình như có tiếng gõ cửa cộc cộc. Tôi bèn dán cái mền xuống, ngóc đầu lên, ghé mắt nhìn về hướng cánh cửa đang đóng, rồi tự hỏi: giờ này má bà gọi mình nữa hả ta? Hay là kêu ra để chửi tiếp về cái vụ nồi bánh tét nữa trời? Chưa kịp suy nghĩ thêm thì lại tiếp tục cốc cốc một lần nữa. Dù đôi mắt đường nặng trĩu vì con buồn ngủ, nhưng tôi cũng lên tiếng: má gọi con hả má? Không có tiếng trả lời, tôi lại hỏi tiếp: mèo, phải má gọi con không? Mèo mèo. Lần này đáp lại tôi là sự yên ắng lạ thường, khiến cho tôi có phần hơi giót giót. Nhưng với cái tính tò mò thích khám phá những chuyện lan man đã khiến tôi bước xuống giường và mở cửa ra, thì tuyệt nhiên bên ngoài không có cái gì hết. Ủa alo, có ai đâu trời? Tôi nhún vai một cái rồi lui gót vô trong phòng đóng cửa lại. Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Nghĩ chắc là mình bị ảo giác rồi cũng nên. Vậy là tôi lại tiếp tục leo lên giường nằm. Lim dim đôi mắt, nhưng vì cái đèn đang sáng chói, vậy là tôi quyết định bước xuống giường, tắt luôn cái bóng đèn nơi ông dài, đặng ngủ cho nó sướng. Ai dè đâu, khi vừa rút tay ra khỏi công tắc và xoay người lại, thì bất thình lình tôi bị giật bắn người. Ba hồn chín vía nhảy lung tung tứ tán, bởi cái thứ đang đứng chần chần trước mặt trong cái ánh sáng mập mờ của bóng đèn ngủ hình trái ớt, đó chính là một vị khách không mời mà tới. Vị khách này tóc tai bù xù rũ rượi, mặc nguyên một bộ đồ trắng dài thường, nước da xanh xao như tàu lá chuối non, hai con mắt đỏ lừ như hai cục máu bầm có chấm đen ở giữa. Nó nhìn tôi nhìn nó. Nó thấy tôi la, nó cũng hoảng hồn la theo, rồi biến đâu mất dạng. Tôi thò tay mò mẫm, sờ sẫm lên gương mặt mình, rồi nhéo một cái thiệt đau, cho hồn vía nó quay về, cũng như để xác minh là mình không bị mộng du. Tự nhiên mồ hôi lạnh từ trên trán cứ tuôn ra lấm tấm. Cả cơ thể tôi bây giờ lạnh tẻo lạnh tanh như con thằn lằn bị đứt đuôi.
hai bàn chân cứ nặng trĩu ra, như bị ai đó nèo vô hai cục đá không sao nhấc lên nổi. Còn trái tim thì đập đùng ầm ở trong lồng ngực, chẳng khác gì đang đánh DJ. Hổng lẽ tôi gặp ma? Theo quán tính, tôi niệm lấy niệm để cầu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ vậy mới dần dần định thần lại được. Tôi nặng nhọc thở vào ra một cái, rồi rón rén trở lại chiếc giường thân yêu của mình, kéo cái mền đắp lên người cho đỡ lạnh. Tưởng vậy là êm luôn tới sáng. Đùng một cái, tôi dai mặt lại thì chết điếng luôn. Vì cái thứ nằm kế bên mình chính là vị khách có thân hình quỷ dị hồi nãy. Mà lần này nó còn lịch sự đưa mấy ngón tay lên đặng nói hài với tôi. Thấy tôi run, nó mới khe khẽ trấn an và đồng thời ra dấu bằng một tiếng suỵt kéo dài. Đừng có la lớn, làm ơn cho tôi tá túc ở đây một đêm đi. Tôi hứa không có làm gì bạn đâu. Ông nội mẹ ơi, chỉ nhìn cái giao diện của nó thôi là đủ xỉu rồi, chứ ở đó mà cho tá túc. Tôi run run mấp máy đôi môi vì cả người bây giờ đã cứng đờ như khúc củi. Bà ơi bà, tha cho tôi đi, tôi thương ma muôn năm. Còn mà nghe tôi nói câu yêu thương nên nó vui lắm, nó liền nhoẻn miệng cười rồi nhanh nhảo đáp. Người thương ta hả? Cho nên ta thương ngươi, ngươi đi đâu ta xin theo ngươi luôn. Tôi nói thầm trong bụng, trời ơi, ven này chết mị rồi, miệng nhanh hơn não là thiệt hại không sai mà. 28 Tết mà bày đặt nói thương con ma làm chi, cho nó khổ thân mình nè. Trời ơi, ô là trời tính sao bây giờ? Như đọc được suy nghĩ của tôi hay sao đó, con ma nó liền giải thích lý do. Nè, tôi vô đây không có ác ý gì đâu, bà đừng có sợ. Chẳng qua là tôi đang tìm nơi ẩn náu đặng mà thoát khỏi cái xích sắt của ác thần đó. Tôi không có muốn về cái nơi tăm tối lạnh lẽo đó nữa đâu. Tôi chỉ muốn ở lại đây đặng đi hát lô tô thôi hả? Nghe tới đây, cái máu phóng viên tiềm ẩn trong tôi nó đột nhiên trỗi dậy. Tôi có phần hơi tò mò nên cũng bất sợ đi nhiều. Đoạn tôi lầm còm bò dậy, rồi rút vô một góc và bắt đầu phỏng vấn. Ồ, đi hát lô tô là sao? Ủa, bộ ma mà cũng nhận show đi hát nữa hả? Rồi ai dám kêu bà hát trời? Không phải đâu. Ý của tôi là hồi trước á, tôi làm nghề ca sĩ đó. Chắc thấy chủ nhà đã bớt đề phòng đi đôi chút, kèm theo đó là sự quan tâm hỏi han về nghề nghiệp, cho nên con ma cũng bắt đầu tỏ thái độ cởi mở hơn. Vậy là nó hào hứng kể cho tôi nghe về cuộc đời của nó. Nó tên thật là Trần Thị Trúc My, nguyên quán Phú Yên, nghề nghiệp ca sĩ, hưởng dương 21 tuổi. Nguyên nhân tử vong do điệu không đúng chỗ nên mới dẫn đến sự việc hồn lìa khỏi xác. Nghe tới đây tôi cảm thấy hiếu kỳ về cái vụ chết vì điệu của con ma, cho nên tôi hỏi thêm. Và kết quả sau khi nghe hết câu chuyện thì tôi được biết con ma tên Trúc My này lúc còn sinh thời vốn là một ca sĩ trẻ, đi hát show hội chợ thương mại, show lô tô. Xét về phần thu nhập thì cũng gọi là ổn. Tuy nhiên nó có tiền mà lại không có bạn, vì mắc phải cái chứng bệnh ngôi sao sai thời điểm. Cụ thể là khi ở một mình thì nó rất đổi siêng năng giỏi giắng, nấu ăn giặt giũ, cái gì cũng làm được hết trơn. Nói năng rỗng rãng chẳng khác gì khúc củi bổ đôi. Ăn cơm thì bưng nguyên tô chèo một hơi là hết đáng. Vậy đó, mà hễ bước ra đường hay gặp những người xung quanh hoặc là bạn bè đồng nghiệp là nó đều đem cái kỹ năng diễn xuất cấp mẫu giáo làm màu lòe thiên hạ. Điển hình như khi đi ăn uống chung với mọi người thì nó lại tỏ ra là một cô gái đoan trang thùy mị, ăn chén cơm hơn 45 phút mà vẫn chưa xong. Mọi người chờ nó
từ lúc bắt đầu vào tiệc cho đến khi tàn tiệc mà chén cơm chiên của nó vẫn còn hơn một nửa, khiến cho nhiều người cảm thấy ngán ngẩm và khó chịu. Vì 10 lần đủ 15 lần, nó làm màu quá đáng. Không phải người ta nhìn không ra cái bản chất thực sự bên trong của con người nó, mà là vì nói hoài cũng chán. Nó cứ trờ trờ ra như hòn đá mỗi khi bị ai đó bắt bài. Nói nạo ngay, giới nghệ sĩ người ta khôn lắm, mà đặc biệt là bên diễn xuất cải lương hay là kịch nói, thì con Mì này chỉ đáng làm hàng cháu chắc của họ mà thôi. Một người nghệ sĩ hài tên là Cẩm Linh để ý nhiều lần nên ngứa mắt, mới buộc miệng nói luôn. Ê Mì, hồi nãy giờ em đếm được bao nhiêu hộp cơm rồi? Chứ chị thấy em hình như em ăn bằng đũa hơi khó đó phải không? Để chị kêu chủ quán tài trợ cho em vài cây tăm xỉa răng hen. Em ngồi á, em ghim từng hộp đi, đặng dễ đếm hơn nghe. Vậy là cái tên Mì đếm hộp được sinh ra từ đó. Tuy rằng bị đá xéo cho một cú không vừa, nhưng Mì là thuộc dạng hàng cao thủ, mặt không biến sắc. Nó ngước mặt lên nhìn chị Cẩm Linh, rồi cố tình dạ một tiếng kéo dài cho nhão nhẹt ra. Bởi cũng chính vì cái tiếng dạ trải dài đó đã khiến cho anh Hoàng Dũng ngồi kế bên đang hớp ngụm coca liền phun ra một cái phèo vì bị phì cười. Ảnh vừa sặc vừa kêu trời kêu đất. Trời ơi trời, Mì ơi Mì, bộ hồi đó ông đi học khóa huấn luyện chỗ nào vậy? Chỉ đi anh chỉ cho anh đi học với coi. Trời ơi, sao mà cái tiếng dạ của em nó ngọt ngào êm ái quá vậy Mì? Anh nghe mà anh muốn trào hết nước ra luôn vậy đó. Thế là cả bàn ăn phá lên cười rộ vì cái khiếu hài hước của anh Hoàng Dũng. Cười xong, mọi người cùng nhau nháy mắt rồi đứng dậy ra về, trong khi Mì vẫn còn lọ mọ với chén cơm chiên chưa đếm hết hộp. Thấy mọi người đồng loạt đứng lên, nó mới bắt đầu dà cơm vô miệng kiểu marathon, dùng nhòm nhòm nhai, dùng ngoắt tay kêu giới theo ý ới. À, anh chị đợi em, đợi em với. Mọi người nghe nó kêu cũng giả điên giả điếc đi thẳng luôn một nước. Cẩm Linh bực dọc lầm bầm ở trong miệng. Cho mày chừa cái tật ăn dầm, làm màu nha mày, đi nhờ xe người ta mà còn ngồi đó, kiếm một xoàng hả? Mì vì hấp tấp nuốt cơm cho nên vô tình nó bị nghẹn, rồi không biết làm sao mà nó té ngửa ra. Cho nên nguyên anh em trong ekip đồng loạt đưa nó vô trong bệnh viện để cấp cứu. Nghe đến đây, cảm giác vừa thương hại mà lại vừa có chút đỉnh sự tức cười. Cho nên tôi cảm thấy con ma này nó không có gì đáng sợ hết trơn, mà trái lại nó còn khá thân thiện nữa kìa. Bởi vậy tôi vỗ đùi cái bếp, rồi thay đổi cách xưng hô với nó luôn. Tôi hỏi. Vậy là lần đó mày lên đường luôn đúng không? Không phải, lần đó tôi vẫn sống sót bình thường. Bà đừng có gấp gáp, để tôi kể tiếp cho nghe nè. Quả tình, dẫu có thác đi thì hồn ma này vẫn giữ nguyên cái bản tánh dài dòng, thích tự kể về bản thân mình. Và cũng chính vì điều này đã làm cho tôi hơi khó chịu nhẹ, cho nên tôi liền nhấn mạnh. Ơi, tấm gọn lại á, là nguyên nhân gì khiến cho mày nghẽo? Mày nói đi, với lý do nào mà mày trốn cái xích sắc của cha nội ác thần gì đó? Nói. Còn bà nhìn tôi như thể muốn nói thêm, nhưng vì sự cương quyết của đối phương nên nó kể một lèo nguyên nhân khiến cho nó về miền đất lạnh. Cụ thể là trong một lần đương kêu cờ lô tô trên sân khấu. Con số gì đây, con số gì đây, con số gì đây? Dù người sang hay nghèo, đều mừng xuân ngát hương say, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn. Đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta có nhau ngày mai. Là con số 2, con số 2. Rồi cờ ra con mấy gì đây, con mấy gì đây? Lúc Trúc Mì đang thả hồn vào đoạn nhạc, thì bất chợt nó nhìn thấy phía bên dưới khán giả chỉ trỏ lên trên, rồi la làng nhốn nháo. Nhưng do tiếng nhạc quá lớn nên nó nghe không rõ là người ta muốn ám chỉ cái gì. Cho tới khi bên cánh gà, giọng của anh MC Thanh Tiến cùng cả nhóm ekip la làng lên. Chạy lẹ đi, Mì ơi! Tuy là nghe rõ mồn một câu nói đó, nhưng do phải tạo nét trước mặt bá quan
nên nó mới rề mò để hỏi lại. Ờ, dạ, anh Tiến nói gì vậy? Công My chưa dứt lời, thì người ta đã nghe một tiếng ầm chấn động. Âm thanh tắt ngấm hết, chỉ còn lại mấy ánh đèn pha cùng với hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng và hốt hoảng. Số là cái bách rào màn hình LED nằm đằng sau sân khấu, chẳng biết vì nguyên nhân gì, nó lại bị đổ ầm xuống không kịp đỡ và đè lên tất cả những gì đường hiện hữu. Hai cô gái kêu số lô tô khi đang quay lòng cầu bên cạnh, chỉ vừa nghe hơi là nhảy số liền. Mặc kệ cho bên dưới là cái gì không cần biết, hai người họ cùng lao xuống đất nên bị xay xát nhẹ và trẹo khớp chân. Nhưng cô ca sĩ Trúc My thì lại không được may mắn như vậy. Bởi khi người ta kéo nó ra được khỏi cái đống hỗn độn kia, thì nó đã trở thành một cái xác không hồn. Tất cả cũng tại cái tội làm màu và điệu không đúng chỗ mà ra. Nếu như nó không cố tình tạo đét chần chừ, thì có lẽ đã thoát được một kiếp nạn trong gang tấc. Vì không phải chỉ riêng có cái sức nặng của những tấm bảng điện tử thôi đâu, mà hệ thống điện lưới khi đó cũng đã chập mạch, bắn ra vô số tia lửa điện. Và dĩ nhiên, My chẳng những bị đè chết mà còn bị điện giật chết khét luôn. Và đó cũng là nguyên nhân tại sao khi thành ma, nó lại có bộ dạng khó coi tới như vậy. Nghe xong câu chuyện về cái chết trớt queo của nó, tôi vừa thấy thương mà vừa thấy tiếc cho một mảnh đời còn quá trẻ. Biết bao nhiêu mơ ước còn đang dang dở, tương lai chỉ mới hé mà đã vội lùi tàn. Tưởng đâu từ Phú Yên vô Sài Gòn lập nghiệp, kiếm được kha khá tiền gửi về quê cho ba má, ai ngờ đâu. Đúng là cuộc sống quá đổi vô thường, mới thấy đó bỗng lìa mất đó. Tôi khẽ thở dài một hơi cùng đồng cảm, rồi mới thò tay vỗ vai để an ủi cho nó đỡ tủi thân. Nhưng khi chạm vào người nó thì tất cả chỉ là một làn hơi lạnh xuyên thấu qua tay. Thấy My khóc mà lòng tôi thắt lại, chưa biết phải dỗ về nó như thế nào, thì ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gió rít lạnh lùng, kèm theo là một giọng nói du dương lạnh lãnh. Con nhỏ kia, ra đây mau, mày trốn được ngày rằm chứ không có trốn được 30 đâu. Mày ra đây mau. Ê mày, ai đang kêu réo gì ngoài đó vậy? Trời ơi, tiêu rồi, tôi sợ quá tôi phải trốn. Giọng nói ở ngoài đó là của ông ác thần đó. Cha mẹ ơi, đúng là tránh gió vô gặp gió dừa thiệt mà. Cái gì? Ác thần hả? Ôi, nhưng mà mày chết rồi mà, ông kiếp mạng chi nữa? Trời ơi, tại bà ông biết đó thôi, chứ giờ tôi mất vào giờ 6 ngày 6 tháng 6 nữa, cho nên mới bị ác thần tới bắt tôi đi đó. Cũng may là tôi đem tài nghệ diễn xuất của mình ra, mới trốn thoát hắn ta đặng chạy tới đây cầu cứu bà nè. Nói thiệt chứ, ông ta muốn biến tôi thành bộ hạ của ông ta đó, rồi quay về kéo người thân của tôi đi theo luôn. Mà làm sao tôi đồng ý được bà? Bởi vậy mới bị ông tra khảo tới lòi con mắt luôn đó. Cho ông thôi là tôi cũng còn ngon lành lắm mà nghe. Thiệt tình à, làm ma mà còn ham đẹp nữa. Ủa, ai nói làm ma mà không được đẹp? Mai mốt bà chết thử đi, rồi bà biết hả? Mày điên hả? Tao còn yêu đời lắm, chưa muốn lên tủ thợ ngắm gà thỏa thân đâu. Phía bên ngoài, tiếng ầm đùng vẫn vang lên đều đặn. Những cơn gió lạnh thấu xương từ đâu thổi tới mỗi lúc một nhiều hơn. Như có linh cảm điều không hay sắp xảy ra, thì quả tình đúng với suy nghĩ đó. Gã ác thần từ phía bên ngoài gầm lên một tiếng y như con thú dữ, rồi hắn ta buông lời đe dọa. Ừ, mày bao lâu diễn ra đây đi? Tao biết mày đang ẩn trốn ở đằng sau cánh cửa đó. Tụi bay không hồn thì mở cửa ra cũng bằng không hả? Ừ, tao mà vào được bên trong nhà thì đừng có trách tao đó. Cha mẹ ơi, từ nhỏ tới lớn tôi nghe chuyện ma cũng đâu có ít,
đặc biệt là trên kênh Sống Truyện Ma gì đó, thì chí ít cũng có chút đỉnh kiến thức về tâm linh ma quái. Nhưng còn cái vụ phải mở cửa con ma mới vào được nhà thì lần đầu tiên tôi mới thấy. Từ đãi tới giờ, cái cơn sợ ma của tôi nó đi chơi đâu mất. Còn giờ tự nhiên cái ông ôn thần này xuất hiện, làm cho cơn sợ hãi trong tôi chợt ùa về. Thấy tôi hơi giật mép, con My liền ngoắt tay ra hiệu, kêu lại hội ý. Bây giờ bà tính làm sao? Lỡ thằng chả vô được đây là chẳng những tôi mà bà cũng tôi luôn á. Mà nghĩ cũng lạ nha. Sao hắn ta cứ lảng vảng bên ngoài, không xông thẳng vào đây luôn đi? Ủa, không lẽ trong nhà bà có cái thứ gì khiến cho hắn sợ hay sao? Sực nhớ lại hồi nãy, hình như khi tôi mở cửa thì hồn ma con My mới bước vào trong phòng ngủ của tôi được. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, tôi chợt reo lên. Tao nhớ rồi, hình như là do cây kiếm của ông nội tao đương treo trên cửa kìa. Ông nội tao chính là thầy pháp đó. Hồi đó lúc ổng còn sống đã từng đi bôn ba khắp nơi để cứu nhân độ thế đó. Có hữu duyên á thì là dù có điểm xấu hay là nạn kiếp gì, ổng cũng đều đến để ra tay giúp đỡ hết đó. Còn cái cây kiếm đang treo phòng của tao là do một tay ổng đã ngày đêm gọi ổng lập đàn luyện phép rồi mới đưa cho cha tao làm vật trấn gia đó. Với lại ông nội tao cũng từng nói cái cây kiếm này nè sẽ giúp ích cho tao thoát khỏi nguy hiểm khi cần thiết đó. Vậy không lẽ là ngay lúc này sao ta? Người ta nói khôn 3 năm dài 1 giờ, còn riêng tôi thì không có giờ nào luôn, vì vì lúc nào tôi cũng dài hết trơn đó. Đường yên đường lạnh, cái tự nhiên nổi máu yên hùng lên. Tôi đứng dậy rút ra thanh kiếm cầm trên tay và thủ thế như một nữ hiệp sĩ, rồi quơ quơ vài đường kiếm, cười lên đắc ý. Có điều cơn vui chưa kéo dài được bao lâu thì nghe rõ một cái rổn thiệt to, giống như tiếng cửa kiến bị bể. Vậy là xong phim. Bụi kiếm đâm trúng tấm kính cửa phòng, làm cho nó nứt ra. Và chỉ chờ có vậy, gã ác thần cất lên một tràng cười mang rợ. Vậy là tao vào được rồi. Hồng ma con My thì quéo càng run rẩy, nó núp né sau lưng tôi rồi thúc thích. Thôi ven này tiêu rồi, cứu tôi đi, cứu tôi đi mà. Giờ bí đường rồi, biết làm sao đây. Tôi giục con My chui xuống gầm giường, còn bản thân mình thì lục lọi ở trong cái sọt quần áo 2 ngày chưa giặt và tìm ra được một cái quần đen. Vì nghe nói ma cỏ sợ quần đen của phụ nữ, nghĩ vậy tôi chơi liều luôn. Để cho chắc ăn hơn, tôi còn quơ thêm cái gương soi mặt rồi tất tả chung xuống gầm giường cùng với con My. Ầm một cái, cánh cửa phòng đã bị mở tan hoang. Hai đứa tôi nằm im ru, thiếu điều không dám thở. Từ phía ngoài lướt vào là một kẻ cao to với thân hình quái dị. Đầu thì như đầu con trâu, mà lại có đôi cánh trên lưng, lông lá mọc từ trên xuống dưới. Trên tay hắn còn cầm một chiếc roi da dài sọc. Hơi thở khù khù, mang theo một luồng âm khí lạnh tanh, dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách của gian phòng nhỏ. Gã ác thần đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy gì. Cuối cùng gã mọp người xuống thì phát hiện ra chúng tôi đang nấp ở đây. Công nhận tay ác thần này cũng có khiếu hài hước. Gã đá lồng nhèo với hai đứa tôi một cái, rồi dùng roi quất mạnh lên trên tấm nệm, làm cho tụi tôi hoảng hồn bò ra một hơi. Thế vậy gã ác thần tỏ ra đắc ý. Hắn bắt đầu tiến từng bước thật chậm rãi về phía chúng tôi, rồi cười phá lên một tràng cười ngạo nghễ, như thể đang thưởng thức nỗi sợ hãi tột cùng của những kẻ đáng thương tay không tấc sắt. Tụi mày trốn đi đâu? Sao không giỏi trốn nữa đi? Trốn nữa đi chứ. Con My kìa, mày dám phản tao sao? Bộ mày tưởng mày không có mày đó, tao không bắt được gia đình mày hả?
Mày lầm rồi. Tao muốn giết tụi nó thì dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng mà tao muốn chính bản thân mày phải là kẻ tước đi mạng sống của gia đình mày. Mày có hiểu không hả? Nói dứt lời, hắn ta ngẩng mặt lên cười một tràng ghê rợn. Đang phân vân chưa biết làm sao thì tôi chợt nhìn thấy cây kiếm khi nãy do mình sơ ý tuột tay làm nó văng vào cái cửa kiếm. Nên bây giờ lấy hết dũng khí và nhanh chóng lao tới chụp cây kiếm rồi đâm thẳng tới gã ác thần kia. Tiếng rẽ phá lên và mọi thứ chung quanh chao đảo, khiến tôi không hiểu là điều gì đang xảy ra. Thì bất chợt nghe tiếng kêu của má. Linh à, dậy, dậy đi con. Mày ngủ mớ cái kiểu gì mà mày la bài hái dữ vậy? Lo dậy, đang còn phụ má đi chợ Tết mua đồ về á, nấu cúng rước ông bà nữa kìa. Dậy đi con. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Định lấy hai tay dụi dụi đôi mắt đang còn nặng trĩu, thì bất ngờ khi thấy thanh kiếm vẫn đang còn cầm trên tay phải của mình. Đang đắn đo suy nghĩ không biết có phải đêm qua là do bản thân mình mộng du hay không, thì loáng thoáng nghe tiếng nói thì thào bên tai. Cảm ơn bà nha, hẹn gặp lại. Chàng ơi, cái câu hẹn gặp lại này hình như nó không được vui chút nào. Nhưng rồi tôi cũng cho rằng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là giấc mơ, cho nên đã nhanh chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi theo má ra chợ mua đồ để về nấu cho kịp giờ cúng rước ông bà. Ở xứ của tôi, phiên chợ Tết rất nhộn nhịp, với những gian hàng mà người ta trưng bày nhiều sản phẩm như bánh mứt, trái cây, các loại bông khác nhau, cho đến quần áo, giày dép hay các loại bao lì xì, cũng như những câu đối viết chữ thư pháp cùng nhiều vật dụng trang trí ngày Tết. Đi chợ Tết cũng là một truyền thống lâu đời. Người ta đi chợ Tết không chỉ để mua sắm mà còn để gặp gỡ, để tận hưởng cái không khí háo hức khi Tết đến xuân về. Mua sắm chuẩn bị cho 3 ngày Tết còn là thói quen, bởi nó làm dậy lên không khí của ngày đầu năm. Không khí Tết thấm đượm thực sự vào những ngày này là cảnh người mua hàng nặng trĩu giỏ cùng tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Và tùy vào văn hóa vùng miền mà có những phương cách tổ chức phiên chợ Tết khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung thì từ người bán cho đến người mua đều mong muốn một cái Tết sum vầy thấm đượm tình quê hương. Ở cái chợ xã xứ tôi, năm nay còn có đoàn lô tô gì. Đoàn này đã trụ ở đây cũng hơn tuần lễ rồi. Nói thiệt lòng tôi không có môn lắm ba cái vụ lô tô lô tiết gì đâu. Cho nên cả tuần nay đâu có để ý là đoàn có gì vui. Rồi hôm nay sẵn dịp đi chợ Tết, hai mẹ con tôi có nghía mắt dòm thử coi trong đoàn có gì mà sau đêm nào cũng nghe hát hò với quảng cáo ì xèo. Bất chợt nhìn thấy những tấm băng rôn treo ngay dàn cổng. Đó là những bức ảnh của các nghệ sĩ được người ta design rồi treo khắp sân bãi của đoàn nhằm tạo hiệu ứng quảng cáo đặng thu hút khách đến chơi. Và một trong số những tấm poster ấy có một tấm khiến tôi phải giật mình. Đó là tấm có hình và tên của nữ ca sĩ Trúc My, cái cô ca sĩ ma gì đó mà tôi vừa mới gặp đêm hôm qua. Cái cảm giác ớn lạnh nổi gai ốc tự nhiên kéo tới. Tôi thầm nghĩ trong đầu, u là trời, không lẽ mình gặp thứ dữ thiệt hả ta? Như vậy làm sao? Sao hồn ma đêm qua mình chiêm bao thấy nó y chang với anh võ ca sĩ trên tấm poster này vậy nè trời? Có lẽ thấy tôi đang trố mắt đứng dòm vào mấy tấm poster quảng cáo, cho nên má bà dục. Lên à, nhanh đi con, mày lề mề quá đó. Tiếng gọi của má đưa tôi trở về thực tại. Tôi nhanh chóng nói gót theo bà vào trong chợ mua sắm rồi về. Đến trưa, sau khi đã hoàn tất xong hết chuyện bếp núc,
thì cả nhà tôi dọn đồ ăn lên cúng trước ông bà tổ tiên. Cầu khấn năm nào cũng được nghe từ cha. Nam mô Phật, nam mô tổ tiên. Con cầu lại cố quyền thất tổ, ông bà nội ngoại tiên tề. Hôm nay là ngày cuối năm, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới cận kề. Gia đình chúng con thành tâm sắm biện lễ nghi, thỉnh cầu cứu quyền thất tổ, ông bà nội ngoại tiên tề về hướng lễ vật và ăn Tết cùng gia đình chúng con. Ta nói cái bài văn khấn tuy đơn giản, nhưng với giọng đọc của cha tôi, mỗi khi đọc khấn bài này thì dường như cái không khí Tết trỗi dậy dữ lắm. Nhất là lúc mấy cây nhang vừa tàn, cả nhà xúm nhau ra đốt với tiền vàng bạc và quần áo giấy cùng một số thứ khác, thì gió nổi lên cuốn theo mớ tro tàn trong cái thau nhôm, như thể ám chỉ rằng ông bà tổ tiên đã về đến nơi và đang nhận đồ vàng mã từ con cháu. Gõ đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa. Cha má cùng hai chị em gái tụi tôi xá bàn thờ rồi xin thỉnh đồ ăn đặng mà quay quần bên bữa cơm cuối năm, coi như là hưởng lộc từ ông bà. Cái ngày 30 phải nói thiệt là bận rộn vô cùng, bởi sau bữa cơm trưa là mấy má con lại tiếp tục vào bếp rửa chén và chuẩn bị thêm mớ đồ cúng để tối đón giao thừa. Còn cha tôi cứ độ chừng 40-45 phút là ông lại đốt thêm vài cây nhang trên bàn thờ cửu quyền, vì theo quan niệm ông bà đã về và đương ngự trong nhà nên cần phải nhang khói liên tục trong mấy ngày Tết. Đáng lý ra thì cũng không có chuyện gì để nói thêm, nhưng đằng này khi tôi vừa úp mớ tô chén vào gặt măng rê thì đột nhiên cơn buồn ngủ lại ập tới. Tôi thầm nghĩ trong đầu, đúng là căng da bụng nó trùng da mắt, mới ăn no giờ buồn ngủ khủng khiếp luôn. Trời đất ơi, mà giờ công chuyện đùm đùm đề đề vậy sao ngủ đặng đi trời. Lạng quạng lát bị má bách chửi nó cho coi. Tính sao đây? À, có cách rồi. Nghĩ đến đây, tôi tủm tỉm cười rồi giả bộ rút điện thoại ra nghe một hồi. Sau đó lên tiếng nói với má. Má ơi, có khách hẹn để đặt con viết chuyện ma đó má. Họ hẹn con ở quán cà phê ngoài chợ Quyện á. Giờ con ra ngoài chợ con tiếp khách nha má. Lát xong việc con về, má với nhốt mừng đi nha. Ủa mà khách nào hẹn bày ngay cái ngày hôm nay vậy? Dạ ai đổ con á má. Thôi thôi giờ con tranh thủ con giọt lẹ, chứ để người ta chờ lâu kỳ á. Thôi đi tranh thủ về sớm đi con. Tôi nhanh chóng phóng xe cái dèo ra ngoài lộ, rồi lủi vào một quán cà phê giỏng nằm đánh một giấc cho đã cuộc đời. Nói thiệt lòng lúc đó có ai gọi điện thoại cho tôi đâu, bởi đó chỉ là cái chiêu dùng để tránh việc nhà thôi. Chàng đất ơi, ai có ngờ đâu, chợp mắt không lâu thì con ma trúc mi nó lại xuất hiện nữa. Không biết là nó rảnh rang quá hay không có chuyện gì làm hay sao đó, mà cứ nhẹ tôi là nhắm vào, rồi còn lên tiếng nhờ vả nữa. Nó đưa hai ngón tay chào kiểu say hello, xong nó nói. Tụi mình lại gặp nhau nữa hén, vui quá hả? Thôi tao lại mày đó mi. Mày vui chứ tao không có vui. Gặp mày là tao ngán lắm luôn á mi. Nó nghe nói vậy nên có chút buồn bã, cứ gầm mặt xuống một hồi rồi ngẩng mặt lên than thở. Chẳng qua là do tôi hợp với bà nên mới muốn nhờ giả bạn chút thôi, chứ tôi không có ý gì đâu. Cái chuyện hồi khuya đó, nếu không có bà chắc tôi bị ác thần bắt mất rồi á. Bây giờ con My nó nhắc lại chuyện gã ác thần đó, làm cho tôi cảm thấy giót giót trở lại. Có điều tuy là sợ, nhưng lỡ sẵn trớn rồi nên tôi hỏi tới luôn. Mày nhắc tao mới nhớ đó. Cái chuyện đó là sao? Rồi gã ác thần đó làm sao rồi? Mà bộ mày còn cần gì ở tao nữa hả? Cha ác thần đó chịu buông tha tôi một cách vô điều kiện rồi, cho nên bây giờ tôi chỉ còn một thỉnh cầu nhỏ thôi hả? Mong bà có thể thương tình giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này được không? Mà tâm nguyện gì mày nói đi,
Nếu như mà trong khả năng của tao á, thì tao giúp cho. Chắc chắn là bà làm được đó. Chuyện này dễ lắm. Tới khi nào đủ thời điểm thì tự khắc bà sẽ biết thôi. Thôi giờ tôi đi đây. Nổi rồi nó biến mất. Và cũng cùng lúc tôi giật mình thức dậy, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đã hơn 5 giờ chiều, nên nhanh chóng gọi tính tiền rồi phóng xe về nhà để chuẩn bị mâm lễ đặng tối cúng giao thừa. Đoạn đường từ quán cà phê này về nhà không mấy xa, nhưng không hiểu sao đi hoài không thấy tới. Vậy nên tôi mới xiết ga để trở về nhanh chóng. Song chẳng biết vì lý do gì mà lại chạy một mạch tới cái đoàn lô tô ở chợ xã luôn. Lúc này chắc cũng gần 6 giờ, ánh đèn sân khấu đã thắp sáng, làm cho cả khuôn viên sân bãi đoàn lô tô trông khá bắt mắt. Ngay tại dàn cổng, cái loa phóng thanh phát lên giọng MC đọc thúc nhanh. Đón xem chương trình ca nhạc có lô tô đêm nay, với sự góp mặt của các ca sĩ nghệ sĩ nhóm hài, nhóm xiếc ảo thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tối đêm nay, đoàn chúng tôi khuyến mãi đặc biệt. Khi mua một tờ lá vé lô tô, tặng kèm tờ lá vé bốc thăm trúng thưởng lên đến một chỉ vàng 24 carat. Nhanh lên, chỉ một đêm duy nhất. Bước vào bên trong là các gian hàng trò chơi dân gian trúng thưởng cùng với một sân khấu to đùng nằm phía đối diện cổng ra vào. Tuy là lần đầu tiên tôi lạc bước vào đoàn lô tô, nhưng chí ít thì cũng đã từng biết sơ sơ về những kiểu đoàn giả chiến như vậy rồi. Bởi thường thì họ làm rất đơn giản, từ cách bày trí cho đến cách dàn dựng. Ấy vậy mà cái đoàn này lại chịu đầu tư đến mức độ cả màn hình LED trên sân khấu và camera dùng để soi lòng cầu. Thêm vào đó thì hệ thống âm thanh chắc loại với dàn loa treo đủ full, đủ sub, đủ monitor. Ta nói chủ đoàn bật nhạc không quá lớn mà âm thanh phát đi rất xa, nên dù là ngồi kế bên sân khấu hay ở tuốt ngoài trước cổng thì vẫn có thể nghe rõ mồn một mà không bị khó chịu lỗ tai. Đã vậy, chủ đoàn còn thức thời khi treo biển hiệu đoàn lô tô show nữa. Nói một chút về lô tô show, nó cũng như truyền thống, nhưng khác ở chỗ là sang hơn. Sân khấu cũng đầu tư trưng bày nhiều phần quà hơn. Thậm chí họ còn trưng thêm vài chiếc xe máy để thu hút khách nữa. Còn nhóm kêu lô tô trên sân khấu thì đa phần đều được đánh bóng tên tuổi từ các chương trình game show đài truyền hình. Vì vậy, hiện nay đại đa số các đoàn lô tô lớn thường gắn thêm chữ show vào cho hợp thời. Có 10.000 đồng một tờ lá vé, giá cả cũng rất bình dân, mà phần quà trúng thưởng có khi tương đương cả triệu đồng. Đã vậy, hễ khách nào may mắn trúng thưởng thì MC là người chuyên phát ngôn câu nói trường kỳ muôn thuở. Nơi đây chúng tôi thu lại phần quà tương đương với giá trị giải thưởng, cho nên bà con nào đã trúng giải thì có thể bán lại cho chúng tôi. Cũng chính những câu nói ấy cho nên đoàn lô tô ngày nào cũng đông khách đến vui chơi. Đã vậy, họ còn thường xuyên tăng cường rất nhiều tiết mục của các ca sĩ nổi tiếng về đoàn giao lưu nữa. Và giờ đây, khi lạc bước đến đoàn này thì không hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất thân quen, đặc biệt là thái độ niềm nở chào đón đon đả của chủ đoàn cho tới MC và các cô đạo hát. Và điều lạ ở đây là cái cách họ tiếp xúc với tôi không giống như những vị khách khác, mà nó giống như là người quen thân dữ lắm. Nhất là ông bầu chủ đoàn, ổng còn ra dắt xe cho tôi và nói: Sao tới trễ quá vậy con? Thôi tranh thủ vô trống làm mặt đi rồi lên hát hẹn. Tôi có nghe lầm không ta? Sao tự nhiên ông bầu đoàn lại nói như vậy với tôi? Sao lại kêu vào trong làm mặt rồi lên hát? Tôi có phải ca sĩ đâu. Tuy đó là suy nghĩ của bản thân mình, thế nhưng chẳng hiểu là do tác động nào đó đã khiến tôi dạ một tiếng thật dài, rồi cất bước vào trong hậu trường sân khấu. Mở tủ lấy bộ make up ra trang điểm và thay đồ, sau đó cầm mic lên sân khấu. Quý anh chị và các bạn, sau khi đã vui chơi giải trí xong thì hãy tiến về phía sân khấu, chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý nha. Ghế ngồi hoàn toàn là miễn phí, vì hiện tại ban tổ chức của chúng em đang phát hành ra bên ngoài là những tờ lá vé ít rủi nhiều may cho bà con cô bác mình. Cho nên em xin mời quý vị hãy ủng hộ cho đoàn mỗi người 1,
hoặc là vài tờ lá vé để chúng em tiến hành xổ số luôn cho bà con mình nha. Rồi rồi, trong lúc chờ đợi, em gửi tặng quý vị một bài hát nha. Trong đầu tôi bây giờ bất ngờ lắm, bởi không hiểu tại sao mà mình lại tự tin đứng trên sân khấu để kéo toan như vậy. Và cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại không thể cưỡng lại bản thân được nữa. Thêm vào đó, cái giọng hát quỷ khóc ma chê của tôi mà cất lên thì chỉ có nước làm người nghe té ngửa vì cười. Nhưng giờ mọi chuyện đã lỡ trớn rồi thì chỉ còn biết tới đâu hay tới đó thôi. Vậy mà ngộ thiệt, nhạc vừa nổi lên là tay chân cũng như cả cơ thể đã uyển chuyển theo từng nhịp. Cho tới khi đoạn intro vừa dứt thì tôi đưa mic lên và hát rất đúng nhịp. Mà dường như cái giọng hát này không phải giọng thường ngày của tôi thì phải, bởi chất giọng rất có nội lực, đặc biệt là lúc phiêu lên quảng cao, nó cuốn hút đã lắm. Khỏi nói cũng biết rằng khi đó tôi nào có đủ dũng khí để nhìn về phía khán giả đâu, vì sợ bị quê đó mà. Tuy nhiên không biết là tác động nào đã khiến cho đôi mắt của tôi cứ mở trao tráo để quan sát, rồi chốc chốc lại ngừng hát mà nói: Nhưng Duyên ơi, vé bên này nè, bà con mình nó cứ ngồi tại chỗ và nhích nhẹ đầu ngón tay lên. Nhân viên của chúng em sẽ mang đến những tờ lá vé lô tô cho bà con mình ạ. Rồi, bàn đầu tiên nè mấy em ơi, nhanh chân lên. Ông nội mẹ ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới biết đó là kéo toan đặng bào vé đó ngang. Mà công nhận nhân viên bán vé lô tô nhanh nhẹn và chuyên nghiệp vô cùng. Chỉ mới có vài phút mà đã có tín hiệu xổ số từ ông trưởng đoàn rồi. Cũng hên là bài hát remix của tôi vừa kết luôn, chứ nếu mà còn mần thêm bài nữa thì thiệt lòng cũng không biết phải giới thiệu ra sao nữa. Lúc kêu số lô tô thì có đến 3 người xen kẽ nhau, mỗi người sẽ kêu 2 con, rồi lần lượt đến người kế tiếp. Cánh tay tôi tự động thò vào lòng cầu, bốc ra 2 con số và chờ đến lượt mình. Nghe chị gái kia mở đầu với câu hát khá vui tai: Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi em quất vô mông con bò. Con bò bắt đầu đi vô, bắt đầu em kêu lô tô, con số gì ra, con số gì ra. Chợ trăng lên cất tiếng gọi nhau, đần khải tan tình đượm thấm hồn ai. Biển xôn xao gió lộng tứ bề, thuyền ai xuôi phương nam khoan nhạc trôi lững lờ. Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Con số 8 là con số 8. Nghe mấy chị kêu số bằng những câu dè câu hát, tôi rất lo. Lo làm gì không biết tới phiên mình thì mình sẽ kêu bằng cách nào đây. Nhưng may mắn khi đến lượt của tôi thì đột nhiên trong đầu lóe lên một câu hát: Nghe dè nghe dè, nghe dè chúc Tết, năm cũ đã hết, tan hết muộn phiền, tiền vô như nước, phước lộc đầy nhà, người già vui vẻ, con trẻ chăm ngoan, an khang thịnh vượng, vượng đến tương lai. Là con 32, là con 32. Công nhận lúc đó, dẫu có hơi rung trong tâm lý, nhưng được cái thấy khán giả người ta hài lòng, nên tôi cũng an tâm nhiều hơn. Bởi vậy nên khi đã có sự tự tin lên, thì tôi bung nóc luôn. Hoạt náo kéo toan hát kêu số, tôi làm một cách rất trơn tru. Đã vậy còn khuyến mãi thêm cái nết cà khịa bạn diễn trên sân khấu nữa. Thời gian trôi qua đến gần 10 giờ rưỡi đêm, khi sân bãi đã giảm đi một lượng khách đáng kể thì MC cao hứng lên. Ông cầm mic ra chính giữa sân khấu tâm sự, mà giọng điệu y hệt người đọc diễn văn. Điều này làm cho nhiều người khách, người ta đứng dậy bỏ về bớt nữa, bởi vì họ đương chơi vui mà bị cắt ngang cảm xúc thì có ai mà thích đâu. Chỉ ngoại trừ có cha nội MC đó thôi hả, chả phát biểu. Thưa quý vị, cho Đức xin thay mặt trưởng đoàn lô tô cùng toàn thể nghệ sĩ trong đoàn cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình hàng đêm. Như quý vị biết đó, đoàn của chúng tôi là một đoàn uy tín. Khi mà giới thiệu tiết mục nào thì sẽ có tiết mục đó, giới thiệu quà khuyến mãi là sẽ có quà khuyến mãi. Đặc biệt là chúng tôi lúc nào cũng nói không với việc sổ lậu. Bởi vì nếu sổ lậu là một hình thức gian lận,
Cho nên nếu quý vị cứ an tâm mà đến với đoàn của chúng tôi mỗi đêm như thế này. Chúng ta là những con người với nhau, nên rất mong mỏi nơi quý vị hãy đồng cảm với phận đời của các nghệ sĩ lô tô như chúng tôi. Cuộc sống rải đầy mai đó, mang lại ca tiếng hát góp vui cho đời. Chúng tôi được sống, được phụng sự nghề này á, âu cũng là niềm hãnh diện lắm rồi đó quý vị à. Chàng Đét ơi, cái ông Đức MC này ổng nói gần như không có đường ra luôn. Tới nỗi mà rất nhiều khán giả đường ngồi phía dưới, họ gào lên. Thôi, kêu số tiếp đi. Đúng rồi, kêu tiếp đi. Vậy đó, mà cha nội MC nào có chịu nghe đâu. Ổng còn xin thêm vài phút để nói thêm về cuộc đời của ổng nữa chứ. Quá khó chịu trước hành động này, nên tôi liên tục ra hiệu dừng lại để tiếp tục cho chương trình sổ số lô tô. Tuy nhiên, tôi thì kệ tôi. Anh Đức ấy vẫn thao thao bất tuyệt cái bài diễn văn buồn ngủ của mình. Chắc anh ấy muốn ru khán giả vào giấc mộng đêm 30 thì phải. Mà ngặt nổi, anh MC ấy là người góp vốn cùng với ông bầu đặng mở cái đoàn lô tô này, đồng thời cũng là tay ngoại vụ đắc lực, cho nên ông bầu cũng đâu có dám ý kiến ý cò gì với anh ta. Quá ngán ngẩm nên mấy chị em đành bước xuống hậu trường sân khấu để thay trang phục khác. Riêng tôi thì sực nhớ là còn phải tranh thủ chạy gấp về nhà để chuẩn bị cùng cha má cúng giao thừa đón năm mới. Sau khi dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi cổng đoàn lô tô, tôi rút chiếc điện thoại để coi giờ thì tá hỏa tâm tinh, vì lúc ấy đã gần 11 giờ khuya. Vậy mà anh MC tên Đức kia vẫn cứ còn cầm mic trô tâm sự. Tôi chỉ biết lắc đầu rồi chạy xe về nhà. Khỏi nói cũng biết, một trận lôi đình của cha má trước lúc giao thừa vì cái tội thân con gái đi về muộn mà gọi điện thoại muốn cháy máy vẫn không chịu nghe. Là cũng đúng thôi, nhưng nghĩ lại thì tội nghiệp cho tôi lắm. Bởi từ lúc thức dậy ở quán cà phê, tôi nào có kiểm soát được bản thân mình đâu. Nhưng nếu giờ lấy điều này làm lý do để biện hộ thì tự hỏi có ai mà tin cho được. Rồi đâu cũng vào đó, một lúc sau chiếc bàn hương án được bày biện với các món lễ vật cúng giao thừa, như mấy đòn bánh tét, bông cúc, dừa hấu, mứt hạt sen, mứt dừa, mứt tắc, mứt chà là, cho đến các loại bánh in và mâm trái cây ngũ quả. Những chung rượu, chung nước cũng được gia đình tôi sắp lên bàn. Kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm là cha tôi cầm tấm giấy văn khấn ở trên tay và đọc. Ở nhà tôi nào giờ có một truyền thống là hễ cúng giao thừa là sẽ đi chùa hái lộc đầu năm. Và lần này cũng vậy, cả gia đình 4 người đi bộ xuất hành ra khỏi nhà bằng hướng đông nam, rồi tiến thẳng đến ngôi chùa. Tôi giọt miệng ngân nga câu hát của nhạc sĩ Hoài An. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ rượu hồng. Chưa kịp hát thêm thì cha má và nhỏ em gái đều đồng loạt lên tiếng. Trời đất ơi, sao mà hát hay vậy? Nhỏ em gái tôi nó còn nói thêm. Từ nào giờ em thấy chị hai hát dở lắm nha, mà sao hôm nay hát khác quá vậy ta? Bộ qua năm mới cái ông thần hát ông gì ông độ cho chị hả chị hai? Lời của nhỏ em gái cũng có lý, bởi vì đúng là giọng hát tôi nào giờ toàn đâm hơi không à. Nhưng không hiểu sao bữa nay nó lạ lắm luôn, nhất là cái vụ ở đoàn lô tô. Tuy nhiên với bản tính của mình, tôi không vội kể cho gia đình nghe, chỉ biết im lặng để tìm hiểu coi là nguyên nhân gì mà mình thay đổi 180 độ như vậy. Hơn nữa dẫu sao sự thay đổi này cũng tốt cho bản thân tôi mà. Khi cổng khi không, lại có giọng hát hay thì có ai mà không thích. Sau khi đi hái lộc đầu năm xong, về tới nhà tôi nhanh chóng vào phòng của mình nằm, đánh một giấc thật dài cho tới sáng. Và may mắn là không gặp bất cứ chuyện ma quái nào như đêm qua. Sáng mùng 1 Tết, khi bà má tôi bà đường cắt bánh tét ra để ăn sáng thì vui lắm. Bà vỗ tay cái bếp rồi nói. Chết cha, hôm qua quên rước ông Táo. Nghe câu nói ấy,
khiến tôi buộc miệng cười và đáp lời. Vậy giờ má rước đi má, hay là để ổng đi bộ về nữa? Má cũng cười xuề rồi trả lời. Chắc cho ông đi bộ chứ đi gì, giờ này biết ở đâu đâu mà rước lại. Thì giờ chắc cho ông đi bộ đi, chứ vợ này biết ở đâu đâu mà rước. Câu nói của má làm cho tôi liên tưởng đến chuyện nếu như mà ai đó có số điện thoại của ông Táo, dám chừng họ sẽ kêu ổng gửi định vị rồi ship luôn cho ổng một bộ ngựa chạy cò bay. Nghĩ tới đây, cái tôi phá lên cười sặc sụa, làm cho má bà cũng cười theo. Ta nói nụ cười đầu xuân nó vui lắm, đúng như câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, ai mà không cười là lỗ cả cuộc đời. Có một số gia đình thì ngày mùng 1 Tết họ ở trong nhà và đóng kín cửa không đón khách. Nhưng cũng có rất nhiều gia đình vào ngày này họ mở tét bét cửa ra đặng mong sao có khách đến mang theo những lời chúc may mắn trong năm mới. Gia đình tôi cũng như vậy, mở hết tất cả các cửa nẻo để đón người xông đất. Trong xóm tôi có thằng chuột, nó rất là vô duyên. Cái miệng muốn nói là nói mà không cần biết là lời nói đó có gây ảnh hưởng gì ai không. Thêm cái tính lóc chóc của nó nữa, thành thử bất kỳ ai cũng sợ gặp nó ngay ngày mùng 1 Tết hết trơn. Vậy đó mà không hiểu sao nó canh me, vừa thấy nhà tôi mở cửa ra là nó xông vô liền. Chúc mừng năm mới à, chúc gia đình chú Thiếm với lại hai em may mắn phát tài, đặc biệt là chúc em Linh có một sắc đẹp mãi mãi không phai, tương lai rạng rỡ, mở lộc trường tồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe thằng chuột nó nói một câu chúc có duyên, cho nên cả nhà cũng niềm nở mời nó ngồi. Rồi cha má tôi cũng lì xì cho nó cái lộc đầu năm để lấy may mắn. Không ngờ vừa nhận phong bì xong, nó khuyến mãi thêm một câu chúc trớ hè. Cảm ơn chú Thiếm, con chúc chú Thiếm có nhiều sức khỏe, đặng gồng gánh cái gia đình này á, để không bị tan đàn xẻ nghé ha. Cha tôi nghe hơi kỳ kỳ cho nên ổng lên tiếng. Thôi được rồi, mày ngồi xuống uống trà ăn mất đi chuột, chúc vậy đủ rồi con. Dạ con đừng chúc hay mà chú. Nói thiệt nha, mấy câu chúc này á còn nghiên cứu dữ lắm mới được đó. Tại thế chú Thiếm bất hạnh hơn người ta, là chỉ có hai đứa con gái mà không có thằng quý tử nào. Rồi lỡ mời mốt hai em đi lấy chồng á, cái bỏ hai vợ chồng cô chú ở nhà sẽ buồn lắm á. Mà hễ buồn là sinh ra bệnh, rồi cái mình chết bất đắc kỳ tử á, thì lúc đó còn tốn tiền đi đám ma nữa. Bởi vậy cho nên con mới chúc sức khỏe chứ bộ. Cái thằng, hôm nay mùng 1 nha mày, mày ăn nói giữ miệng đi con. Thôi ngồi xuống uống trà ăn mất đi, đừng có nói gì nữa chuột ơi. Vậy là xong. Sáng mùng 1 Tết, người xông đất nhà tôi lại chính là cái thằng vô duyên nhất xóm. Tuy là khá bực bội ở trong lòng, nhưng cả gia đình tôi cũng cười xuề cho qua, chứ không muốn chửi thẳng mặt nó. Mà công nhận là thằng chuột cũng chịu khó nghe lời, nó ngồi yên không hé môi dù chỉ nửa câu. Thời gian trôi qua tầm nửa tiếng sau, thằng chuột đứng dậy đi đến chỗ hai chị em tôi, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm. Thế vậy cha tôi lên tiếng. Mày dòm cái gì dữ vậy chuột? Được hỏi nó mừng lắm, chuột liền lên tiếng. Con hơi thắc mắc cái chuyện này nha. Sao hai đứa con gái của chú đẹp quá chừng á, mà chú thì già với lại xấu quá vậy? Bộ hai nhỏ này không phải con ruột của chú hả? Cái thằng dịch lệ này, mày ăn nói vậy đó hả? Nay mùng 1 Tết nhà mày, mày nói cái gì có duyên thì nói, còn không thì ngồi đó đi. Hoặc là mày ngồi cười cũng được nữa, bởi người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó. Cười mà không đúng chỗ, về nhà lấy cái gỗ gà hứng găng. Làm sao mày? Thì ví dụ như vậy nè, lỡ mời gia đình chú có đi đám ma đi, cái con tới con đứng con nhè găng gà cười, thì đảm bảo ha, con sẽ bị gia đình chú đánh gớt găng luôn. Bà mẹ nó cái thằng này. Dứt lời, cha tôi ổng rượt thằng chuột chạy ra khỏi sân trước, rồi đóng cổng rào và đuổi nó về. Còn chuột thì nào có chịu về liền đâu,
Nó đứng phía bên ngoài nói thêm một câu nữa. Con thấy em Linh nó giống như là đương bị ai giữa nha. Nhìn sắc mặt em kỳ lắm á. Chú thím coi đưa Linh đi thầy giải đi. Đáng lý ra tôi sẽ bị bực tức vì câu nói này, nhưng suy nghĩ lại thì thấy thằng chuột nói không sai. Bởi từ cái đêm 29 tôi đã gặp những chuyện rất lạ, và tất nhiên là có sự liên quan tới con ma Trúc Mi. Vậy thì việc đêm hôm qua khi khổng khi không tôi vào đoàn lô tô cầm mít hát kêu số một cách chuyên nghiệp là do đâu? Rồi vì nguyên do gì mà từ trưởng đoàn cho tới mấy chị đào hát kia cũng đều tỏ ra niềm nở với tôi? Những dòng suy nghĩ ấy giờ đây lóe lên trong đầu của một đứa con gái hơn 20. Và khi sâu chuỗi lại thì mới có thể kết luận tất cả đều là do con mi ma nó nhập vào tôi, lên sân khấu quẩy cho thỏa sức đam mê của nó. Lại một lần nữa, cái máu phóng viên trong tôi trỗi dậy, thành thử mới quyết định sẽ tìm hiểu về vụ này. Sau khi đi chúc Tết họ hàng xong, đến chiều tôi không vội trở về nhà mà chạy xe thẳng tới đoàn lô tô. Vừa dựng chống bước xuống, ông trưởng đoàn như đã đoán biết trước sự việc, cho nên nhanh chân ra bắt tay với tôi, rồi mời tôi vào bên trong để trò chuyện. Qua quá trình tìm hiểu, tôi đã biết được nhỏ My giống trước đây từng là một ca sĩ tập sự, thường đi hát ở những đoàn tạp kỹ, mà trong số đó có đoàn Phương Tường. Nhưng chỉ sau một thời gian do bị bầu show chèn ép cũng như bị các đồng nghiệp khinh thường, cho nên Trúc My đã tìm đến các sân khấu lô tô để đầu quân. Và kết quả, My càng ngày được các chủ đoàn quý trọng vì cách bào vé. Song đối lập lại những sân khấu tạp kỹ khi đã có dấu hiệu suy thoái và số lượng khách ngày một ít, cho nên các bầu show ấy cũng thức thời khi chuyển đổi cơ cấu thành lô tô hoặc thương mại hoặc là đoàn xiếc. Mà nghề bầu show có một điều ngộ nghĩnh ở chỗ là giành mối, thành thử ra khi nhận biết Trúc My đã cứng cáp và đầy bản lĩnh trên sân khấu thì mấy ông bầu show kia đua nhau lôi kéo cô ấy về trụ cho đoàn mình để hòng kiếm lợi. Tuy nhiên My không có động thái nào cho thấy là sẽ chấp nhận. Vì vậy mà mấy tay bầu show cho tới biên tập họ ưa truyền tay nhau một câu nói: con Trúc My mà có được vị trí như ngày hôm nay đó do tôi đã từng một tay nâng đỡ, cho nên giờ nó mới có bản lĩnh cỡ đó đó. Chứ nếu không có tôi hen thì giờ chắc con My cũng chỉ là đứa cùi bắp. Vậy mà nó có ghi nhớ công ơn gì đâu. Giờ có chỗ đứng ngon lành, nó đâu thèm nó đi hát cho đoàn tôi nữa. Đúng là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ mà. Dù vậy, My vẫn có bình tâm vững trí bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực ấy. Còn việc tính cách ăn chậm hay điệu đà là do My muốn tạo một hình ảnh để hễ ai nhắc tới là sẽ nhớ liền tới cô ấy. Chung quy điều đó cũng không có gì là xấu. Như người ta nói, thương thì củ ấu cũng tròn, ghét thì trái bầu hòn nó cũng méo. Chính vì như vậy mà trong giới nghệ sĩ đồng nghiệp đã không có ít kẻ vì ghen ăn tức ở nên thường dùng nhiều chiêu trò để hãm hại cô ca sĩ Trúc My. Và lần gần đây nhất, cái ngày cuối cùng khi nhỏ My được cầm mic để thể hiện mình trên sân khấu thì không rõ là vì đội kỹ thuật dàn dựng do vô tình hay cố ý mà họ lại ráp màn hình LED trên sân khấu rất ẩu, mới dẫn đến cái chết đầy thương tâm của nhỏ My. Còn chuyện nguyên cái đoàn này, từ ông bầu cho tới dàn nghệ sĩ kêu số và kể cả nhóm công nhân hậu đài tiếp đãi tôi một cách ân cần cũng là cái điều mà Trúc My mong muốn. Số là cách đây không lâu khi còn sống, My có nhận lịch hát cho đoàn này vào đêm giao thừa. Nhưng sau vụ tai nạn làm cô ấy đang xuất khỏi thế gian, và may mắn là gặp được người hạp vía là tôi, cho nên My nhập hồn vào để hoàn thành show diễn như lời đã hứa. Trúc My còn báo mộng cho cả đoàn về sự xuất hiện của tôi trong đêm 30 và dặn dò mọi người hãy xem tôi là cô ấy như lúc còn sinh thời. Quả thật, My là một con ma biết giữ lời hứa, sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm, kể cả chuyện đối đầu với ác thần chỉ vì trọng chữ tín. Đây cũng là điều mà bản thân tôi nhận thấy mình còn thua kém xa cô ấy. Quay trở lại thực tại, sau khi nghe xong những lời nói của ông bầu đoàn thì tiếp tục là sự xuất hiện của thằng chuột, cái thằng vô duyên nhất xóm. Giống dĩ nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi,
nhưng lại thích làm anh, cho nên lúc nào cũng gọi tôi là con bé này, con bé kia. Chuột tiến lại kế bên và nói: "Giờ làm hậu đại cho đoàn này nè, thấy anh giỏi không? Nói chứ hồi tối hôm qua thấy em lên sân khấu hát, anh giật mình luôn á. Nhưng mà do ông trưởng đoàn, ông dặn là không có được hé răng dù chỉ nửa câu. Bởi vậy cho nên sáng ra là anh tranh thủ qua nhà em chúc Tết chú thím, rồi nói cho em biết chuyện luôn á. Ai dè bị chú ổng đuổi, chán thiệt." Thì ai biểu ông ăn nói vô duyên quá anh chị, mới đầu năm đầu tháng mà nói gì đâu không à. Thằng Chuột nghe vậy, nó cười cười rồi lập tức chuyển đổi trạng thái qua buồn bã mà nói tiếp. Nhưng điều lạ ở đây chính là cái giọng nói của nó cứ gian gian: "Emmy cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Emmy trong thời gian vừa qua. Tôi cảm ơn bà nha bà Linh. Cảm ơn bà vì bà đã cho tôi mượn xác để hát cái show cuối cùng của năm. Cảm ơn tổ nghiệp đã soi lối dẫn đường cho con đến với cái nghề hát ca này." Tổ truyền thiện nghệ Thiên Thu Thịnh, sư giáo tài năng Dạng Đại Xuân. Những giọt nước mắt tuôn rơi trên từng khuôn mặt, trong số đó có tôi. Chúng tôi khóc là vì thương cho số phận của một cô ca sĩ yêu nghề, dù đã thác nhưng vẫn hướng về niềm đam mê cháy bỏng của mình. Quý khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Ma Lô Tô của tác giả Lê Đức Nam. Câu chuyện nhẹ nhàng êm ái, đầy không khí của đêm giao thừa, nhưng mà cũng thoáng chút buồn, bởi vì My còn trẻ mà lại mất một cách đột ngột, với bao tương lai, bao ước mơ còn dang dở. Một câu chuyện cũng đầy tính nhân văn, là bởi vì Linh cũng đã không vượt qua cái nỗi sợ của mình mà để giúp cho My hoàn thành cái tâm nguyện đó. Cảm ơn Lê Đức Nam đã mang câu chuyện này đến cho tất cả mọi người. Và thì cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe câu chuyện của tối đêm nay. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị một buổi tối thật là an lành và ấm áp. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.